Năm 2014, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau khi đạt chuẩn, huyện đã xây dựng, ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Năm 2018, Xuân Lộc được Trung ương chọn là một trong bốn địa phương thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Và đây cũng là huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Đồng Nai và thứ ba của cả nước. Ngay từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc luôn xác định người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng các thành quả. Các chương trình phải được đi vào thực tế cho người dân và để dân đánh giá. Khi đời sống vật chất được cải thiện thì văn hóa giải trí của bà con là nhu cầu cấp thiết. Trong sản xuất, huyện đã bám sát mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân của huyện đạt 211,6 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt hơn 90 triệu đồng, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng, cao hơn mức bình quân cả tỉnh. Đời sống và về kinh tế xã hội bây giờ đã phát triển rất là tốt. Thì bà con mình được học tập và tự bà con mình cũng tự để biết kiến thức thêm về cái chăm sóc sầu riêng. Thì từ đó là cái năng suất và cái sản lượng của sầu riêng nó cũng đạt rất là cao, nên năm ra là về cái giá thành nên là đời sống của nông dân thì tốt hơn rất là nhiều. Thực hiện các cái chỉ đạo, các cái chủ trương của nhà nước thì vẫn cứ tiếp tục hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng những cái phương án hoạt động, hoặc là mình hỗ trợ bằng những cái cách như là làm những cái chương trình để cho người dân hợp tác lại với nhau, liên kết lại với nhau tốt hơn, rồi từ đó mới tạo ra những cái khối lượng hàng hóa sản phẩm lớn và có những cái chất lượng, những cái tuân thủ quy định về những cái yêu cầu về kiểm dịch đó, thì lúc đó nó cũng sẽ hỗ trợ được cho cái việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, huyện Xuân Lộc có 11 dự án chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm các loại cây trồng. Trong 3 năm qua, huyện thành lập thêm 9 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn lên 34 hợp tác xã. Về công tác xây dựng đường giao thông nông thôn với hình thức xã hội hóa, vận động nhân dân cùng làm trong duy tu sửa chữa nhỏ và chỉnh trang đường giao thông nông thôn đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Riêng trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 115 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 89 km, tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng. Huyện Xuân Lộc đang phấn đấu duy trì giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tập trung thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu và hướng tới mô hình nông thôn thông minh. Việc mà đạt được nông thôn mới nâng cao là tiền đề, là điều kiện, là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình đến cái đích của nông thôn mới kiểu mẫu vào đầu năm 2025. Và với những cái chỉ tiêu mà hiện nay chưa đạt thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những cái chỉ tiêu chưa đạt đó, để đảm bảo khi bước vào quý 4 thì 100% các cái chỉ tiêu của bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt cho bằng được. Thời gian tới, Xuân Lộc tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các tiểu vùng chuyên canh tập trung với mục tiêu cơ bản là nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cánh đồng lớn và các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đã được phê duyệt.